Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu bức tranh có chữ I love you ấy. Trái tim. Hãy cùng bắt tay vào tô của mình nhé.
bạn ơi, vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Với cách phối màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh của các bạn nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây nhé. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.